với mục tiêu đổi mới về nội dung, hình thức thể hiện, tập trung vào các chương trình truyền hình đa nền tảng, bám sát hơi thở cuộc sống, đặc biệt là hướng đến các thiết bị điện tử cầm tay trong thời đại công nghệ 4.0. Đài phát thanh và truyền hình Đắk Lắk mở mới chương trình truyền hình trải nghiệm thực tế Đắk Lắk trong tôi. Nội dung xoay quanh các vấn đề diễn ra trong đời sống xã hội hàng ngày như văn hóa du lịch, nhịp sống, thời trang, gia đình, giới trẻ, v.v. Với trải nghiệm thực tế Đắk Lắk trong tôi, chương trình truyền hình không thể bỏ qua cho những ai yêu thích sự mới lạ và sáng tạo, mang đến cho khán giả sự chân thực và nhiều cảm xúc.